Mạnh Quỳnh, Phi Nhung, Dương Triệu Vũ cũng có mặt sẵn sàng. Mạnh Quỳnh ơi, khi nhận lời làm ban giám khảo của chương trình Ban Nhạc Quyền Năng, thì đến tập này Mạnh Quỳnh có suy nghĩ gì? Xin mời chia sẻ. Rất cam go và cũng nhiều gây cấn. Làm giám khảo như tôi cũng bao lần bối rối, không biết làm sao phân xử cho tròn. Còn Phi Dung thì nàng suy nghĩ gì về chương trình Ban Nhạc Quyền Năng chúng ta? Trong hàng vạn khán giả bỏ tiền ra mua vui bằng những tấn tuồng trên sân khấu, có mấy ai cảm thông được nỗi lòng người nghệ sĩ khi cánh màn nhung khép lại đã lâu rồi. Hay quá Dung ơi. Anh Bạch ơi, em cảm thấy đây là một chương trình rất là tuyệt vời. Xin mời ban giám khảo về vị trí, cho một tràng pháo tay. Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng quắc, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ mừng nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô ta may áo cưới, ta bên nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu mình, tình đừng phai, xin em đừng qua vùng cỏ hoang, xin em đừng đến những nơi chim xanh hoang ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Wow, hoa cài mái tóc với Mạnh Quỳnh và Vũ Đoàn Phương Việt đã mang lại phần mở màn rất là hấp dẫn cho chương trình Ban Nhạc Quyền Năng. Xin cảm ơn các thành viên Vũ Đoàn Phương Việt. Thưa quý vị và các bạn, và hôm nay chúng ta thấy chương trình đã bước sang một giai đoạn mới, khó hơn nhưng mà cũng hấp dẫn hơn. Cảm nhận của Dương Triệu Vũ về chương trình của chúng ta? Em cảm thấy là càng ngày cái chương trình nó càng nóng hơn, tại vì bây giờ toàn là những người mà có tài dễ sợ lắm, mà những hạt giống đúng không? Đấu với nhau và ai có chiêu gì là chơi hết chiêu đó, cho nên là bây giờ những người mà có lợi nhất chính là khán giả và ban giám khảo. Còn Phi Dung thì cảm nhận như thế nào? Em nghĩ là hôm nay tụi em rất là được lời, là tại vì em với khán giả được ngồi và thưởng thức tất cả các thí sinh toàn là giỏi hết, có nhiều tiết mục để cho tụi em coi. Giám khảo Mạnh Quỳnh thấy sao nè? Em chỉ thấy một điều là em đi hát 20 năm rồi, lần đầu tiên em hát một bài nhạc nhanh mà có dancer. Không hay lắm á Quỳnh, trời Nhung ngồi ở trong hả, Nhung nhảy, nhảy quá trời luôn. Nhung nhảy sao, nhảy, nhảy lại cho khán giả coi nè. Một cành hoa. Xin mời ban giám khảo vào vị trí bằng cha cha cha.
bao đời dầm mưa dài nắng, đổi lấy chén cơm thơm ngọt ngọt như sữa có mẹ má ngọt đời con. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng con phố xa, đường qua trường khắp có người bạn qua, tôi trẻ thua kia ua ta. Tâm tâm người bạn thơ ngơ mê nghe hát dù quê và đưa múa lông thôn sống sơ vai ở bòn tàu na ở bòn tàu na ở bòn ơi. Quý vị vừa xem một phần trình diễn rất là dễ thương của giám khảo Phi Nhung với phần phụ họa của nhóm dancer và MC Thanh Bạch. Quý vị, một tràng pháo tay. Kính thưa quý vị, chúng ta đã vào vòng bán kết rồi. Bây giờ anh Mạnh Quỳnh có thể nói cho quý vị khán giả nghe được 20 luật lệ của ngày hôm nay được không? 20... Dụ em Dù ơi anh chỉ biết rằng đạo diễn Hoàng Tuấn Cường chỉ giao cho hai anh em mình nói được bấy nhiêu thôi, để câu giờ cho MC Thanh Bạch vào bên trong thay một bộ đồ ra để làm MC. Kính thưa quý vị, những lúc như thế này chúng ta mới thấy thương cái người điều khiển chương trình. Một tràng pháo tay cho MC Thanh Bạch trở lại sân khấu và nữ giám khảo Phi Nhung. Thưa quý vị, đến vòng bán kết thì tất cả chúng ta đã quá quen với nhau rồi. Bây giờ thì cảm xúc của Phi Nhung đối với các thí sinh tìm được thấy những giây phút con tim mình thật sự xúc cảm với giai điệu đẹp, với phần trình diễn quá là hấp dẫn các thí sinh. Bởi vì sao? Giám khảo Mạnh Quỳnh, trong những vòng kế tiếp thì càng ngày cái mức độ gây cấn nó càng cao anh. Mạnh Quỳnh thấy là tất cả những thí sinh đều là ngang ngửa với nhau, không đó, có một cái ngang tài lực. Ngang sức đúng không? Ngang tài ngang sức. Và Phi Nhung thì em rất là ao ước em được làm thí sinh để em xứng đáng với ban nhạc quyền năng. Em đi show, em mời ban nhạc đi chung với em. Em chỉ quan sát là thấy tại sao khi chị Phi Nhung nói câu đó mà ban nhạc nhìn mặt ai cũng rầu rĩ. Vậy chị cũng đẹp vậy. Em chọc chị thôi. Nhưng mà nói chung là Vũ nghĩ là bây giờ ai đi mình cũng cảm thấy tiếc hết. Và như là Vũ, chị Phi Nhung và anh Mạnh Quỳnh, khi mà ngồi xem cái chương trình nó không còn ngồi để mà chấm điểm nữa, gần như là ngồi xem ca nhạc thưởng thức vậy đó. Đúng rồi. Cho nên bây giờ nó sướng lắm. Trong mắt của Phi Nhung thì lúc nào cũng thích em cái cách trình diễn trên sân khấu, từ quần áo cho tới khuôn mặt.
rất là đẹp. Và còn hôm nay thì em diễn cũng ok, hát cũng ngọt ngào. Những cái câu đầu tiên vô em nhả chữ, chị Nhung thích hát giống như nói vậy đó. Chúc mừng em. Xin cảm ơn các thành viên ban giám khảo. Thưa quý vị, và bây giờ thì bài hát thứ hai Phúc Lâm sẽ được đề nghị là ca khúc nào? Chúng ta chờ xem nha. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Chúng tôi có đề nghị yêu cầu bạn hát một bài mang tên Đường Xa Ướt Mưa. Chết bạn đó. Xin mời Phi Nhung. Cái bài hát này nè, em tặng cho chị nha. Dạ vâng, em sẽ hát tặng riêng cho chị Phi Nhung bài hát Đường Xa Ướt Mưa ạ. Cảm ơn. Và thí sinh chúng ta sẽ quay lại trong chốc lát nữa. Xin được chúc mừng Phúc Lâm. Bắt đầu. Gian đứng yên lắng động. Nhà em có mấy anh em? Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Em là anh cả hay là em út? Mưa rơi làm đêm có câu giá từ. Thường mưa vào tháng mấy? Giá em lùa là tóc em xóa về. Em thích tóc dài hay tóc ngắn? Lung linh trời sao sáng trong mắt em. Em ơi, chị thấy chị Dung đẹp không? Môi em làm thêm khó câu xa từ vì đường xa ướt mưa. Đường xa ướt mưa, đường xa ướt mưa, đường xa ướt mưa, đường xa ướt mưa. Em muốn ai chưa? Em về. Em không thích đi về. Sao em không ở lại để đêm nay? Ở miền Nam có mấy mùa vậy? Đường xa ướt mưa, đừng bắt ai chưa? Em về. Mùa nào lạnh nhất ở miền Bắc? Đường về đường quá xa xôi. Rồi em biết yêu lần đầu tiên là mấy tuổi? Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng. Đi nè, em có gia đình chưa? Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng. Bà xã em thích ăn món gì nhất? Trong cơn mưa quên chót câu xa từ. Em biết người yêu của Chu Diệu Vũ không? Mình có một vợ mấy con rồi. Trong cơn mưa quên chót câu xa từ vì đường xa. Anh xin em đừng về vì đường xa. Vì đường xa ướt mưa. Hết mưa rồi, chị về. Cảm giác của em hát xong bài này em thấy như sao? Thực sự là em cũng không biết nói thế nào nữa. Nó quá bị phân tâm nhiều cái yếu tố. Cứ hỏi vợ có vợ chưa thì em làm nghề gì. Thưa quý vị, trong số 20 vũ công thì có 4 vũ công đã ngồi rất là tĩnh để thưởng thức phần trình diễn của em. Bởi vì em trình diễn quá đặc biệt. Cho một tràng pháo tay 16 điểm. Thưa quý vị, số điểm của ban nhạc Quyền Năng với xin Phúc Lâm là... Anh Đức Huy, anh có chia sẻ vô anh Huy. Nãy giờ là tôi ở trong một cái không gian mà hình như là chính tôi cũng không biết là đang ở đâu. Nhạc thì đi một đường mà giọng ống thì đi một nẻo. Mình hỏi thật Lâm cái này nha. Là từ đầu đến cuối Lâm có biết là nhạc vang lên chưa ai phá gì hết mà Lâm đã tự đặt áp lực rồi. Hát sai đông từ đầu đến cuối. Nghĩa là hát hát quãng 3 bên trên từ đầu đến cuối. Mọi người cười là cười trên đó. Anh ơi, Chương Trường Vũ, em mới nhận ra một điều là Phúc Lâm không hề cần ban nhạc. Cho nên chương trình ban nhạc Quyền Năng này không có liên quan gì tới Phúc Lâm. Tại vì căn bản Phúc Lâm không cần ban nhạc. Giám khảo Phi Nhung thấy sao? Em cười muốn đau bụng luôn á. À, với em hả? Tại vì Phúc Lâm đã tặng bài hát này cho em bằng trái tim thật của Phúc Lâm rồi. Bây giờ hát hay hát dở gì cũng chị cũng chấp nhận hết á. Chúc mừng em. I love you. Thank you. Ba đây. Thời ơi, mau trở lại miền quê. Ai ác ý trong tương mà sao lòng nghe thương quá. Nơi đắp gắn quê xa nhận nghe lòng bao xót xa. Ngày xa đời miền quê.
sương gió chỉ hai tôi. Bỏ quê đi rồi, thương cho chị hai vẫn thuyền quyên con gái, lỡ bước sang sông biết đục ngay lầm. Xa quê ngất mây dặm trường, 12 bên nước biết nơi nào buồn vui. Lỡ phần kết hợp rất là tuyệt vời và đến ngay ngô sắn khoai rượu cần ngon vui uống say vui lễ hội rừng thì hôm nay bước nhịp múa cười đùa vui gái trai bên ánh lửa rừng thơm ngon cao nàng đã mang tên loài chim núi rừng giọng hát êm như lời ru suối trong em trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai lời núi nàng đẹp hơn muôn hoa tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe tên của nàng là loài chim sơn ca chàng ngất ngây say tình sơn nữ yêu kiều đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa hương bóng thơm đôi bờ vai buông lơi thức tha trai bán làng nhìn sơn ca si mê ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Ngon vui uống say vui lễ hội rừng thì hôm nay bước nhịp múa cười đùa vui gái trai bên ánh lửa rừng thơm non cao nàng đã mang tên loài chim núi rừng giọng hát êm như lời ru suối trong em trắng trong như giọt sương lung linh nắng ngoài nơi núi rừng nàng đẹp hơn muôn hoa trời ngừng mây chim lắng nghe tên của nàng là loài chim sơn ca chàng ngất ngây say tình sơn nữ yêu kiều đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa hương bóc thơm đôi bờ vai buông lơi thiết tha trai bán làng nhìn sơn ca si mê ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa trời ngừng mây chim lắng nghe tên của nàng là loài chim sơn ca ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Chúng ta vừa đến với ca khúc Nàng Sơn Ca với phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung. Rồi, bây giờ thì trai làng gái bản ai cũng có cặp, họ dẫn nhau đi rồi. Thôi giờ chị đi theo em đi về chị.
tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên mình bên lâu, suốt đời tình thắm sâu. Mỗi sự tuyệt vời để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói. Gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại hòa theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, sẽ kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng đêm tiến đưa. Lá thu chập rơi cùng lá nghe buồn buồn, mong thấy ai tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay. Hết giờ chưa? Hết rồi. Buông ra đi, quay hình không có đẹp. Kệ nó, lỡ ôm rồi. Yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại hòa theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, tắt ngay trong lòng chỉ thấy thì không. Chiều tìm ơi đừng cũ bước lần về, buồn nghe giấy sức sẽ kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng nhuộm tiến đưa. Lá thu chập rơi từng lá nghe buồn buồn, mong thấy ai tìm về mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho thôi. Mở rộng vòng tay đón em nhưng nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho thôi. Mở rộng vòng tay đón Phi Nhung nhưng nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ em cảm ơn ban giám khảo ạ. Dạ cảm ơn rất nhiều.
mình ơi, nhớ thương mình nhiều. Đêm nằm lòng nghe thao thức mưa, không biết giờ này mù thương. Bao trời rũ nắng cằn khô, mình ơn sớm khuya nuôi mẹ già. Em nào một câu than thở, thương lắm chỉ có mình thôi. Lời ru mãi nào, thương nhau nhớ nhau ai đợi nhau. Đường dài anh đi, còn em luôn sao dương cao. Lời ru ngày nào nắng mưa đã phai còn nhau. Mình ơi thương lắm mưa, ừ mai mốt anh nhớ về thăm. Đừng quên em nhé, sẽ về thăm. Phận em nhỏ bé, người con gái quê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiêu tình em đợi em trông, chờ anh son nhạt môi hồng, chờ anh mắt biết hai dòng lệ rơi. Con cò bay lá bay la, còn em một bên bây giờ đợi ai. Trăng sáng đẹp đẹp bên sông, giờ em mong mỏi thương mong, thương về kỷ niệm xa. Còn em xếp tặng anh, tặng tình tình nhớ, tặng người người bỏ đi. Mai này tình dầu phôi pha, lòng em vẫn nhớ cánh cò ngày xưa. Và đây là một sáng tác của ca nhạc sĩ Đình Văn. Thưa quý vị, với cá nhân Nguyên Khang thì khi nghe nhạc sĩ Đình Văn nói về cái câu chuyện này, một phần nó cũng chạm đến cái cảm xúc của người nghe khi mà hiểu được cái câu chuyện nó ra sao. Thêm một phần nữa là em rất là ngưỡng mộ chị Nhung, là tại vì cái bài này thật sự theo em là khó hát. Em thật sự em cảm thấy khó lắm. Mà có những đoạn chị Nhung chỉ luyến lấy mà chỉ đẩy được cái bài nó lên, nó chạm đến trái tim cái những cái nốt. Ví dụ như kiểu cánh á, cái chữ cánh của chị nó dằn hoặc nó dằn xé vô trong tâm can của cái người nghe. Em nghe em rất là thương cảm, tự nhiên phụ nữ mà nghe phụ nữ hát mà cũng thấy thương luôn á chị. Người bỏ đi rồi còn em bên cạnh chị nha chị. Tại vì á, cố tình để cho ổng đừng có bay bướm nữa đó mà. Không, nhưng mà em thắc mắc á, là nãy anh Đình Văn có chia sẻ là cái bài này á, là anh viết cho người khác. Vậy mà lý do gì mà chị có thể cảm nhận trọn vẹn và thể hiện cái ca khúc này thành công như vậy? Có phải là ngày xưa cũng có gửi cò trắng cho anh nào không?
Thực sự ra là Cò Trắng là chỉ có fan của Nhung gửi cho chị thôi, chứ không có ai gửi hết á. Nhưng mà lúc đó là Nhung cũng muốn làm một cái bài hát mới, nhưng mà anh Bảo Chung á, thì cái thời gian mà qua bên Mỹ ở trong nhà của Nhung á, và má Ngọc Giàu á, má Giàu nói là: "Con ơi, Đình Văn nó có cái bài Con Cò Trắng gì đó, má nghĩ là con sẽ hát hay, bây giờ con gọi về cho anh Đình Văn đi, anh Đình Văn nó đang tìm người hát đó." Cái chị mới gọi cho anh Văn. Thường thường là chị nhận một cái bài hát của một người nhạc sĩ nào là chị phải hỏi, và tại sao anh Văn viết cái bài này, thì anh Văn kể cho mình nghe một cái câu chuyện như vậy. Thì cũng cái thời gian đó chị cũng nói chung là cũng đang yêu đương rồi vậy đó, kiểu yêu đương rồi yêu anh này anh kia, có mình nằm trong cái trường hợp đó mình hiểu, nên cố gắng mình hát. Lần đầu tiên nói chuyện với ảnh và cũng lần đầu tiên ảnh đưa cái bài này cho mình, nên mình phải cố gắng mình làm sao để cho đừng có phụ lòng của ảnh. Mà không ngờ ra cái bài này thì người ta quá thích. Tụi em ngồi đây mà tụi em nghe. Mà có một cái hay nha quý vị, là chị Phi Nhung hát live cực kỳ hay luôn. Chị hát live là cái cách mà chị nói chuyện với khán giả bằng cái cảm xúc âm nhạc của mình, nó thật sự gần gũi. Hồi nãy trước khi lên là anh Văn cũng nói là Phi Nhung hát live rất là hay. Mà thật sự là như vậy. Cho nên là em xin dành một tràng pháo tay để chúc mừng chị Phi Nhung. Nếu có yêu thời thì hãy yêu tới bây giờ, đừng về ngày mai đến lúc tôi xa đường. Đừng để ngày mai có khi tôi phải ra đi, ôi buồn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ, đừng để ngày mai đến lúc tôi xa đời. Đừng để ngày mai đến khi tôi thành mây khói, cát bụi làm sao mà biến mỉm cười. Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ, đừng để ngày mai đến lúc tôi xa lìa. Đừng để ngày mai đến khi tôi phải chia xa, cát bụi làm sao. Nếu có bao dung, yeah, thì hãy bao dung bây giờ. Oh yeah. Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại. Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi thành mây khói, cát bụi làm sao ta lối cùng đường. Rộn ràng nỗi đau, nghẹn ngào bao nỗi vui. Rộn ràng bao nỗi gặp gỡ với ba thành viên ban giám khảo của chương trình: ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Trương Triệu Vũ, nam ca sĩ Mạnh Quỳnh. Phi Nhung, ban nhạc lại có quyền quyết định ngừng ai, dừng ai nếu như họ không hài lòng. Trời ơi, điều này có làm khó ban giám khảo lắm không? Không có làm khó ban giám khảo được đâu. Em sẽ là người bảo vệ thí sinh của em. Em phải là cô tiên dễ thương. Vậy là anh phải đâu về ác rồi đó. No. Lúc nào cũng hiền á, bình thường giữ với tôi lắm mà. Còn giữ thử coi. Em ca vậy là không có đúng. Chính xác. Chương Triệu Vũ, em là người trẻ tuổi nhất. Em cũng đẹp trai nhất. Không, em đẹp trai nhất. Không phải anh không biết. Ở trên sân khấu ngay lúc này thôi. Không phải, em xem thường anh Đức Huy quá.
Ảnh là hot boy của ban nhạc đó. Em xin lỗi anh. Quý vị cho nhạc trưởng chúng ta một tràng pháo tay được không ạ? Yeah. Cái tính tình của Vũ Lu này luôn luôn rất là thẳng thắn. Vũ suy nghĩ cái gì nói cái đó, mà nói một cách rất là xây dựng để cho các thí sinh có thể tiến bộ. Cho dù nếu như mà không tiếp tục ở trên chương trình này nữa, họ vẫn có cái hành trang để mà tiếp tục cái nghề ca hát. Wow. Và bây giờ chúc bạn giám khảo đầy tự tin gặp những thí sinh tuyệt vời. Xin chân thành cảm ơn. Em xin theo anh về, về quê hương ta đó. Chàng treo tuốt trên cao, ánh sao trên muôn ngọt hay. Lập lè đom đóm hoa đăng, rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa non xôn xao chào đón. Bởi chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, 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 quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trong thành, ôi gió mát trong thành, cho tình ta như sóng dư con tuyệt vời. Em thấy không em, 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 quê hương ta ơi, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Nước mát hoa thơm, ôi gió mát tràn thành, tình ta như sóng dư con tuyệt vời. Em xin theo anh về, về quê hương ta sống. Em xin theo anh về, về quê hương mặn nồng. Đường tre cứng hát hương hoa, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, hỡi em theo anh vào nhà. Đường tre che mát đôi ta, có con chim sâu chỉ lối. Vườn cầu thơm ngát hương hoa, có em theo anh vào nhà. Xin nhường lời cho nhạc sĩ Đức Huy và Hoàng Bách sẽ giới thiệu các thành viên ban nhạc quyền năng. Xin một tràng pháo tay cho nhạc sĩ Anh Khoa trên piano. Tiếp theo là violon Thanh Thảo. Sau đó là nhạc sĩ Tấn Phong guitar điện. Một tràng pháo tay dành cho saxophone Quang Trung. Và sau đó trên bầu gõ, xin một tràng pháo tay cho nhạc sĩ Minh Kha. Tiếp theo là nhạc sĩ Minh Thắng trên guitar bass. Hãy dành tràng pháo tay thật lớn cho nhạc sĩ Minh Kha. Hoa tay trống không thành. Và một tràng pháo tay cho ca sĩ Hoàng Bách. Và nhạc trưởng của chúng tôi nhạc sĩ Đức Huy. Một tràng pháo tay cho ban nhạc quyền năng. Mùa xuân ơi cứ đến rồi đi, mà hương sắc mùa xuân vẫn còn nồng nàn tươi đẹp quá. Trong ánh mắt của ba, trong nụ cười của má, và tha thiết ngoại tôi đang thấm đó. Ngoài vẫn ngồi gói bánh ngoài hiên như những năm nào,
ba chỉ cách chùi bộ lư đồng cho anh rể. Còn má, má dạy nêm nếm thịt kho tàu cặn kẽ cho chị dâu đó. Còn thằng Út bưng mâm ngũ quả trên bàn thờ, má hắn ý nghĩa vừa đủ xài cho sung túc. Mâm cơm canh mừng gia đình đoàn tụ, thắp nén hương thơm làm lễ trước ông bà. Nồi bánh đêm giao thừa sao ấm nồng tình xuân. Xa ngân gian chuông chuồng chờ mong giây phút thiêng liêng. Trời đất đang vào mùa, người chắp tay nguyện cầu cho xóm làng bình yên, no ấm trọn mùa sau. Mùng một cả nhà trong tà áo mới, chúc thọ mừng tuổi mẹ cha. Em theo bạn lên chùa hái lộc đầu năm, ngắm mãi ông đồ già bên những câu đối đò. Chợt thấy ánh mắt nhìn em làm hồng thêm đôi má. Người bạn học chung trường cách biệt mấy năm xa, cùng một ngày xuân đi lễ chùa năm ấy, anh gửi một bài thơ dùng dài tuổi học trò. Chợt thấy nắng xuân thêm rực rỡ chan hòa, cành lộc trong tay ngát mùi hương rất là. Quê nhà ơi sao mình thương yêu quá, nghe những tâm hồn đang hối hả vào xuân. Con người có tổ có tâm, như cây có cội, như sông có nguồn. Làng cây đa thương tiếng du ai bùi ngùi rót trên đất bụi phù sa. Bên con sông đưa khách chiếc đò này vắng người xưa, nghe xa xa tiếng hát thoáng buồn vây quanh liếng dừa. Ngày nào mình còn ngây thơ, tình hồng trò đẹp như mơ. Ôi khói lam ban chiều là biểu tượng tuyệt vời mê. Chim bim bim về nhắn ai bước đi trọn lời thề, lòng ngất ngây câu hò hát quê, nghe như mùa xuân đang đợi ngày về. Nhịp cầu tre lắc lèo bờ ao, hàng dừa xanh gió chiều lao sao, hát lên đi hát bài ca ngợi tình yêu bên nhau. Quê hương tôi con gái áo bà ba gánh mà non,
ruộng đồng còn quê hương, còn giọng hò còn yêu thương. Xin chắp tay lên nguyện cầu tất cả hãy còn với tôi. Kính thưa quý vị, chúng ta không chỉ đến đây để tìm ra quán quân mà chúng ta còn thăng hoa cùng với âm nhạc để ngợi ca quê hương. Câu ca dao trên lúa 4.000 năm hơn vẫn còn, còn ruộng đồng, còn quê hương, còn giọng hò, còn yêu thương. Còn gì hạnh phúc hơn nữa khi chúng ta còn tình yêu thương và chúng ta cùng sống dưới một mái nhà để vang lên khúc ca ngày mùa. Đừng lo sợ em ơi, rồi hững hờ câu
dòng sông còn bên bồi bến lỡ thì con người cũng có kẻ rủi người mới. Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu, đò ai không bến câu hò buồn biết trôi về đâu. Nhung nhớ cũng đành ru lại câu hò thủy chung, nhung nhớ cũng đành như một con đò lẻ. Đêm bão tố mưa dầm ướt con đò xưa, lòng nghe buốt giá con đò mong quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, thương lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại thì chỉ sẽ đêm hết thủy chung mà ru lại câu hò của nghĩa phu thế của tình tâm mừng. Để con đò xưa được về neo bến cũ, để giữ cho em nguyên vẹn niềm tin ngày xuất gia theo chồng. Sông quê còn lúc trong lúc đục, con người ai không một lỡ hai lầm. Em đã hiểu và không còn lo sợ nữa, em sẽ đi trên quãng đường đời dù cát bụi trong gai. Đời của chị nghèo một nắng hai sương, thay mẹ nuôi em trong mưa tầng nắng và đức độ bao dung tặng em về sống bên chồng. Đêm qua mau trăng rụng xuống bờ lao thương, ngậm ngùi giây phút tiễn đưa. Mai này những sóng những vợ hiền, nhưng không có chị bên mình. Em nhớ câu hò mênh mang trên bến sông, áo ngắn chân không chỉ qua chuyến đò đông. Chỉ ước dòng đời đừng nổi cơn theo neo, phải sống vững vàng và bao dung như chị. Câu hò thủy chung là nghĩa nhân đạo lý, chị mong ước con người biết yêu quý nâng thank you.
đất trời giao. Mùa xuân ơi cứ đến rồi đi, mà hương sắc mùa xuân vẫn còn nồng nàn tươi đẹp quá. Trong ánh mắt của ba, trong nụ cười của má, và tha thiết ngoại tôi đang thấm đó. Chùi bộ lư đồng cho anh rể, còn má, má dạy nêm nếm thịt kho tàu cặn kẽ cho chị dâu đó. Còn thằng Út bưng mâm ngũ quả trên bàn thờ, má hắn ý nghĩa vừa đủ xài cho sung túc. Mâm cơm canh mừng gia đình đoàn tụ, thắp nén hương thơm làm lễ sao ấm nồng tình xuân. Em ấm nồng tình xuân. Xa ngân gian chuông chùa chờ mong giây phút thiêng liêng. Trời đất đang vào mùa, người chắp tay nguyện cầu cho xóm làng bình yên, lo ấm trọn mùa sau. Mùng một cả nhà lửa
đời dù xuôi trong em trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai. Nơi núi rừng nàng đẹp hơn muôn hoa, tiếng em hát trời ngừng mây chim lắng nghe. Tên của nàng là loài chim sơn ca, chàng ngất ngây say tình sơn nữ yêu kiều, đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa. Hương bóng thơm đôi bờ vai buông lơi thướt tha, trai bán làng nhìn sơn ca si mê. Ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Ngon vui uống say, vui lễ hội rừng thi hôm nay. Bướm nhịp múa cười đùa vui gái trai, bên ánh lửa rừng thơm non cao. Nàng đã mang tên loài chim núi rừng, giọng hát em như lời ru suối trong. Em trắng trong như giọt sương lung linh nắng ngoài, nơi núi rừng nàng đẹp hơn muôn hoa. Trời ngừng mây chim lắng nghe, tên của nàng là loài chim sơn ca. Chàng ngất ngây say tình sơn nữ yêu kiều, đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa. Hương bóng thơm đôi bờ vai buông lơi thiết tha, trai bán làng nhìn sơn ca si mê. Ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Trời ngừng mây chim lắng nghe, tên của nàng là loài chim sơn ca. Ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng, nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa. Chúng ta vừa đến với ca khúc Nàng Sơn Ca với phần thể hiện của nữ ca sĩ Phi Nhung. Rồi, bây giờ thì trai làng gái bản ai cũng có cặp, họ dẫn nhau đi rồi. Thôi giờ chị đi theo em đi về chị. Thôi xin đừng thương hại giùm tôi, không cần thương hại người ơi, vì tôi chán phấn sâu. Chọn lưỡi đầu môi khi ân tình đang thời nở tươi, sao người ta thật là vui, mình như thấy chữ yêu tuyệt vời. Nhưng khi người ta đã quên lời, đêm tình san sẽ đi rồi, mình không còn chỉ cánh bèo trôi. Phần nỗm tình lẻ loi, không thèm kiên giận gì ai, làm thân gái dĩ nhiên thì
rằng chua cay cũng thế mà. Đường dài anh đi
anh sẽ về thăm. Phượng em nhỏ bé, người con gái quê. Thank you.
con ơi à ơi, đây là giấc ngủ ban đầu. Mẹ ru con bên ngoài gió thổi nắng
Hai thế hệ trên sân khấu kìa. Mẹ Giao Linh và Phi Nhung, và Phi Nhung và con gái của mình. Mẹ con tặng cho mẹ con chúc mẹ sống lâu 100 tuổi đi. Mẹ cảm ơn con. Con chúc mẹ hết bệnh. Con cảm ơn mẹ rất là nhiều. Mẹ cũng mong rằng mẹ con mình sẽ có được thật là nhiều dịp để gặp lại nhau, để gắn bó với nhau. Bởi vì cái con đường nghệ thuật nó dài thênh thang, và mẹ mong rằng đường nghệ thuật của con luôn luôn nở đầy hoa. Thì trước mắt mẹ đó là 24 cái hoa rồi đó. Cho nên con ráng giữ gìn sức khỏe nha con. Mẹ lúc nào cũng yêu con. Và thưa quý vị, trong nghệ thuật ca hát, phần kỹ thuật bây giờ nó đóng vai trò thứ yếu rồi. Cảm xúc, sự chân thật từ con tim sẽ đến được con tim. Và nghệ sĩ Giao Linh hôm nay đã chiếm trọn con tim của tất cả mọi người. Và tình yêu đó đã được xây dựng lâu bền và mãi mãi trong lòng của người dân Việt. Xin cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn. Thật ra thì Phi Nhung cũng là người mẹ, cho nên có lẽ trong ca khúc Rồi 20 năm sau, cái tình cảm chung đối với những người mẹ của mình, trong đó có mẹ Giao Linh, thì ngược lại Phi Nhung cũng là cái tâm trạng của chính người mẹ dành cho người con thương yêu quên đi của mình. Cảm xúc lúc đó khi những hát những cái bài về tình mẫu tử thì Phi Nhung cảm nhận như thế nào? Em thiếu tình thương của mẹ, nên rồi con em nó cũng thiếu cái tình thương của em. Thành ra mỗi lần mà em hát về nhạc mẹ là em không có cái gì mà để em diễn tả nổi. Nó thiêng liêng lắm. Và cho tới bây giờ thì hồi xưa em hay nói về mẹ và con mà hay khóc. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là em cũng cố gắng, giống như là em không có khóc. Mà bây giờ như nó càng ngày càng lớn, càng già hay sao, nó nuốt ở trong hết trong người. Mình kềm được cái cảm xúc của mình. Dạ, yeah, em kềm được. Yeah. Và em giờ ngược lại em lại muốn đem cái tình cảm của em dành cho tất cả các con của em hết. Khi sanh Wendy ra, bắt đầu em cho ba Wendy biết. Rồi tụi em cũng là bạn bè, ba Wendy rất là tốt, rất là dễ thương. Tại tụi em nhỏ lắm, sanh Wendy ra rồi là Wendy giống như là nghe lời em từ cái lúc mà hình như mới đẻ ra luôn hay sao. Tại Wendy thấy em có một mình á, em cảm giác được vậy. Thành ra con em nó rất là ngoan, không có khóc đêm, không có gì hết á. Rồi uống sữa, rồi tự động uống sữa, rồi tự động ngủ. Rồi cái thời mà thí dụ em đi diễn ở từ Nam Cali, Bắc Cali với cô Giao Linh đó, thì lúc đó em bé gửi cho ai? Wendy được 1 tuổi thì em mới gặp Trizy. Thì Trizy kêu em đi hát, nhưng mà Trizy thì không có biết em có em bé. Trizy cho em chỉ có 2 đêm suy nghĩ thôi. Mà thành ra em suy nghĩ xong em nói em cho em một tháng sau để em giải quyết công việc của em xong cái đã. Lúc đó bắt đầu em nói Trizy mua cho em cái vé đi, tại vì trong túi em chỉ còn có 300 đô thôi. Tại vì em trả tiền nhà, tiền xe rồi tiền này kia nọ hết rồi em mới đi. Chứ ở Mỹ mình đâu có thể nào mình đi ấy được. Thì em cầm 300, thì cái vé máy bay nhớ lúc đó là Trizy mua là 600 mấy á. Mà bay thẳng thì xong rồi em mới nói Trizy là em có thêm em bé nữa. Trizy nói trời ơi sao Du không nói trước cho mi biết, thế là phải mua thêm một cái vé là cho con em nữa. Xong rồi hai mẹ con bắt đầu đi qua bên Cali, là mẹ của Trizy là cái người với lại ba với mẹ giữ con cho em đi hát. Rồi em ban ngày thì em đi làm, thì em để con ở nhà, giống như là có lúc đó con chưa đi học. Rồi mẹ giữ, ba giữ, xong em làm cuối tuần em lãnh được 300-600, thì em chỉ lấy 100 thôi, còn như em đưa cho ba mẹ để ba mẹ lo cho con em vậy đó. Wendy á cho em mỗi cảm giác như là mẹ, như là chị em chứ không phải là mẹ con. Mà ngược lại lúc đó nó có 1-2 tuổi, 3-4 tuổi thôi, mà nó coi như là cái gì nó cũng chăm sóc cho em á. Em mặc đồ rồi cái gì trong phòng hai mẹ con là nó tự dọn rồi nó tự rửa chén, coi như là chỉ gác cái thang lên á, rồi chỉ đứng chỉ rửa chén. I love you baby. Đó, bao nhiêu đó thôi đó. Là tự động đứng gác cái rửa chén rồi vậy đó. Nó làm cho em cảm giác giống như là em thực sự em không cần ai hết, ngoài em cảm thấy là có Wendy nó sẽ bảo vệ cho em. Một cái điểm tựa, một cái điểm tựa, một cái tình yêu thương mà mình có thể trao gửi trọn vẹn luôn. Cái cơ duyên nào để sau này em dành tình thương
không chỉ là cho một người mà cho tất cả các bé. Cái tình thương của em đối với mấy chục bé ở đây thì cô Giao Linh có nói rồi đó, không phải ai cũng làm được. Có nhiều khi có điều kiện nữa mà chưa chắc đã có thể giữ cái trái tim của mình nó giãn nở, nó mở rộng ra như vậy. Em luôn luôn bận rộn khi về với những đứa con của mình, coi đúng không? Em nói rồi là Wendy nó là một người, phải nói là em biết là trời, tại vì em cực khổ quá nên khi mà em qua Mỹ trời thương cho em đẻ sanh ra một đứa con như vậy. Và coi em lúc nào nó cũng yên lặng. Em qua Mỹ em quá cực khổ, giống như là em đi làm em cũng phải trả tiền nhà, em phải trả tiền xe, cả cái chén em cũng phải bỏ tiền ra mua, mà tiền ở đâu có là cũng là tiền em phải đi làm. Khi mà em có Wendy thì khi mà em đi sanh em cũng tự động một mình em lái xe em đi, em đi sanh con em, rồi em sanh xong em tự động lái xe về chở con ngồi bên cạnh về. Con em lúc nào nó cũng ở trong lòng của em, mà nó giống như đứng phía sau em mà để nó đỡ cho em vậy. Khi mà con đi học rồi đó, là con nói mẹ là mẹ ơi mẹ, con muốn bạn con chơi với con là chơi với Wendy, chứ con không muốn bạn của con chơi với con gì là con có mẹ. Nên em nói ok, con muốn vậy thì được, không có sao hết, là em để im, ví dụ ai biết thì được biết, còn không ai biết thì thôi. Em hết lòng hết dạ với con em, là tại vì em phải dồn hết những cái gì mà đẹp đẽ nhất để đến cho con em, để cho con em lớn lên nó phải là một cái người mẹ học dở, mẹ không có điều kiện đi học, là khi con bước ra đường người ta không thích mẹ, nhưng nói tới Wendy là ai cũng phải thương Wendy và ai cũng yêu mến con, còn mẹ sao cũng được. Thì khi em cứ đi về đây, đi qua đi lại đó, thì bạn bắt đầu coi em, nó thấy em là đi làm cực khổ, và em dắt con đi một lần. Tại có một lần con em nó nói với em vậy nè: con rất là ghét mẹ. Tại sao mấy đứa bạn con á, là ngày birthday, ngày Christmas, New Year, dịp như là yeah. Những cái ngày lễ đó, tây, yeah. Những ngày lễ người ta yeah. xung vầy bên gia đình. Tại sao mẹ không cho con được một ngày? Tại sao mẹ không cho con được một ngày để con ngồi con ăn với mẹ, hay là con đi chơi với mẹ? Mẹ không có cho con được. Cho tới đây con 16 tuổi rồi mà con không có được như vậy. Thì em nói là con biết mà mẹ cố gắng, mẹ làm hết tất cả những cái gì mẹ bù đắp cho con. Con có biết là một mình mẹ mà mẹ nuôi hết tất cả bao nhiêu người, anh em có mẹ đủ thứ hết. Thì những cái ngày đó là cái ngày của ca sĩ đi hát, thì mẹ không thể nào mà mẹ bỏ được cái show. Tại vì mẹ có ngày hôm nay là cũng nhờ mẹ đi hát, mẹ mới có tiền mẹ nuôi con, mẹ mới có tiền cho con được cái nhà, mẹ mới có tiền cho con cái này kia. Mà bây giờ mẹ nghĩ những cái ngày lễ như vậy thì làm sao? Thì nó nói con không có tin. Bạn con nó có này có kia mà con không có. Con nhịn mẹ hết nổi rồi, nó nói vậy đó. Trời. Con nhịn mẹ hết nổi rồi. Xong rồi em nói năm sau mẹ sẽ đi với con, mẹ sẽ cho con một cái tình cảm mà con sẽ thấy được. Mẹ dắt con đi chơi, đi coi mẹ hát. Dắt đi một lần là tởn. Tởn hả? Tởn thấy cực quá đúng không? Dạ, tởn tới bây giờ luôn, coi như là tởn tới già của nó đó. Tởn luôn, coi như là nó nhìn nó thấy mẹ cứ a hát xong mình lên xe ngồi mà dẫn nó đi cũng vậy. Em rất là thông minh để xử lý đúng cái giai đoạn và đúng cái tình huống, và rốt cuộc cái tính tự lập của bé Wendy là như vậy. Mình phải làm sao để mình trả ơn cho mẹ của mình đây, và một món quà là mình phải học thật giỏi, và tất cả những điều đó là sự may mắn, đó là thiên định. Và tất cả những điều này em bây giờ đã giàu quá rồi, em giàu con nhất trong số các nghệ sĩ, không ai giàu con bằng em hết trơn á. Xin mời, xin chào vỗ tay những người con của Phi Nhung. Còn nữa nhưng mà tại các con đi thi. Đó thì may á, chứ không có cái ghế sao ngồi đủ. Có một vị sư cô nữa, mời sư cô. Dạ, mua sư phụ. Vinh, sư con dạy xuống dẫn sư phụ lên con. Sư phụ. Dạ. Ôi, cái nguyên nhân nào mà Phi Nhung quyết định mình thành lập một cái ngôi nhà để an trú, an trụ
hả, cho mọi người vừa học vừa được tất cả. Em với Phụ là bạn thân với nhau từ nhỏ tới lớn. Wow. Yeah. Thành ra khi mà em qua Mỹ rồi thì em về em tìm Phụ, Phụ ra trường. Thì Phụ nói mẹ ơi, kêu mẹ, mẹ ơi cái chùa mình bây giờ như vậy mà Phụ nằm mà rắn rồi nó bò kia nọ vậy á, bây giờ không có tiền xây. Rồi em nói cứ nằm đỡ đi, không có sao đâu, đất thì mình cứ trồng rau đi, rồi từ từ Nhung đi hát xong rồi có tiền thì mình xây lên cái chùa cũng được. Thế là Phụ cũng chịu. Mấy năm rồi Phụ nói mẹ ơi bây giờ mình nuôi trẻ mồ côi đi, tại vì hai sư phụ cái đầu giống nhau lắm. Là Phụ qua bên Mỹ Phụ chăm sóc Wendy, là Phụ đi làm, Phụ đi vừa đi làm Phụ vừa đi học, Phụ thay thế em, tại vì em đi về bên này em đi hát. Đúng em đi rồi. Làm rồi Phụ ở bên đó Phụ chăm sóc, xong rồi Phụ nói Wendy cũng rất là thích em bé mà mẹ thì không muốn lấy chồng nữa thì thôi mẹ nuôi trẻ mồ côi với Phụ đi. Thế là mẹ đi làm kiếm tiền để dành tiền, và Phụ cũng đi làm cực khổ lắm, đi làm được kiếm tiền xây cái nhà trẻ mồ côi trước. Vâng, và có lẽ giây phút này thì xin mời Phi Nhung hãy chia sẻ cái tình yêu thương của mình, bởi vì trong chương trình sẽ trao tặng cho một nhân vật nào đó, một cái nơi nào đó để mình chia sẻ bớt những gánh nặng trong cuộc sống, mà đôi khi những hoàn cảnh đó không phải muốn nhưng mà nó bị rơi vào cái cảnh như vậy thì mình có thể để giúp đỡ, để chia sẻ nữa thì là như thật thế nào? Thật sự ra là chùa của Phi Nhung là nghèo chứ không có giàu, nhưng mà Nhung với lại Phụ là giống như đủ tiền để mà nuôi con thôi, còn dư hay là cái gì đó là tự các con cũng đi làm, Phụ cũng đi làm, rồi Nhung cũng đi làm để giúp đỡ những người nghèo rất là nhiều. Phụ xây, chính ra là Phụ xây nhiều nhà tình thương ở Bình Phước cho mọi người lắm. Wow. Yeah. Và bây giờ thì xin mời ca sĩ Phi Nhung với số tiền 5 triệu đồng từ chương trình Ngôi Sao Liên Thời sẽ trao tặng ạ. Mẹ Nhung tặng cho trong cho mua gạo mua đồ cho bà con của mình. Sư cô xin cảm ơn rất là nhiều để cho sư cô có một cái chương trình như vậy, và cái phần quà này sư cô sẽ giúp thêm những mảnh đời bất hạnh. Xin nhận cái này và xin cảm ơn chương trình thật là nhiều. Xin cảm ơn sư cô, xin cảm ơn các bé. Bây giờ thì có lẽ với cái quan niệm của em và cách sống của em, anh nghĩ sắp tới em có một cái dự định gì á mà phải thỏa niềm đam mê của em thì mới đã, chứ không mà em mà nằm yên chắc là em chịu không nổi đâu. Có, em nghĩ là từ đây cho tới Tết, là tại vì bây giờ tới cái mùa dịch thì em chưa có được về Mỹ. Giờ em sẽ tặng cho con gái của em một cái tuồng cải lương. Wow. Mà em thì giờ em đang chọn cái kép để mà đóng chung với em. Em cho anh casting đi nha, em cứ thật lòng, thấy được thì nói được mà không thì không. Anh đóng đúng không? Yeah. Ok. Anh mê cải lương lắm. Nhưng luôn. Mà họ làm kép, em không biết là làm kép. Ừ, là nghe. Làm chưa kép. Nghe anh hát cải lương, anh hát thử một câu thử. Phi Nhung ơi, anh rất vui vì hôm nay em có mặt. Những buồn vui của cuộc đời, của sân khấu, đó là tài sản lớn nhất của người nghệ sĩ. Cho nên sông dài biển rộng đâu cản được bước chân nàng. Oh my god. Ok, em sẽ mời anh và hai tay hai chân mời anh, nhưng mà làm ba của em đi. Đúng. Thôi. Cái gì cũng được. Vai ba em là vai chánh đó anh. Em ơi, thấy chưa? Anh cũng không có nghĩ, không bao giờ anh phô diễn cái tài năng của mình để làm cái gì, em biết không? Cái tài năng mà càng giấu đi thì nó càng cái sự âm ỉ đó nó giúp cho mình làm bất kỳ việc gì. Anh hứa ha, là đóng vai ba em ha. Anh hứa. Dạ, ok. Nhung con. Dạ. Ba đã hứa thì ba sẽ thực hiện. Nhưng mà quý vị đừng rời màn hình, bởi vì Phi Nhung còn hát tặng một bài nữa. Con sẽ làm cho khán giả nhớ tới cái hình ảnh của con hồi xưa. Thì con sẽ tặng cái bài Bông Điên Điển. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dường hú biết nhà má đâu. Ba ơi, ba chèo coi chừng con té ba. Ba chèo chậm chậm con yên tâm đi. Trời ơi, bông lục bình nhiều quá ba ơi. Trời ơi. Trời
môi. Miền Tây xanh sắc mây trời, phù sa nước nổi, người ơi đừng về. Chèo mi cứ Cà Mau, gió lao sao thôi vào mái lá như ru tình cô gái Tiền Giang, yêu quê hương thương miền cố thủ, dân dương tình đất tổ quê cha. Đêm đêm ra đứng hàng ba, trông về quê mẹ lệ xa buồn. Con ơi, dạ nói